khổ quá, mua đĩa ủng hộ em đi. Lát có thằng mập cho nó phát đĩa cho chứ cái thằng quỷ này giơ tay đó. Mua đĩa hai mới về coi. Bây giờ nói nghe khổ lắm. Có thằng em họ thôi. Hồi đó nuôi nó giùm mẹ nó. Rồi bây giờ lớn lên mười mấy năm không gặp cái bạn bà giao cho em. Bà biểu là phải lo công ăn chuyện làm cho nó. Mà hẹn nó ra ngoài bến xe sáng giờ không thấy đâu. Nó khờ quá mà chắc nó bị người ta dụ rồi. Nó đẹp trai lắm, ai thấy đưa cho vừa dù em. Anh này ơi. Hả? Mày đâu rồi? Mày đâu rồi? Em nè. Mày đừng nói tao là mày nha ba đù. Em ba đù chứ ai. Mày lạ quá, tao nhìn mày không ra. Mày bị ông bú hả? Trời, nói gì vậy? Trời, bữa nay tao nói thiệt không phải khen mà chứ cái đầu mày chứ cái quần của tao vậy. Trời, nhìn mày, cái tóc này tao nói thiệt, nhìn mày mà mang một nét đẹp da súc nặng nữa mày tin không? Trời, nói cái gì mình da súc ở đây nữa trời. Trời đất ơi, ai đứa nào vậy, tại sao? Đứa nào mày nói đi, đứa nào cắt cái đầu của mày đó, tao qua tao tán vô mặt nó. Trời ơi, sao cũng cùng một kiểu tóc Minh Dương để đẹp mà mày để dị vậy? Sao kỳ vậy ba đù? Hồi xưa tao ẵm mày trên tay, mày trắng, mày đẹp như một thiên thần. Sao bây giờ mày chỉ thành tâm thần vậy? Con ơi, còn cái gì để nói nữa không? Giết tôi luôn đi. Đem ra ngã ba lỗ tẻ để cho sàn nó tẻ tôi ra luôn đi. Cái gì mà mới gặp chửi tao đuối mặt à? Mày xấu quá, tao hoang mang quá mình được. Chưa kịp hỏi thăm chửi, đem về quê luôn giờ. Thôi được rồi, hỏi đi. Nhớ anh hai muốn chết luôn à? Rồi hiểu. Lâu lắm mới gặp anh hai. Ừ. Dạo này còn hơi nách không? Đi vậy đi. Đi vậy mày đi. Bộ nào nó mười mấy năm không gặp chuyện đầu tiên nó móc nách ra nó hỏi à? Thì người ta thiệt tình có sao nó vậy mà. Tại sao bao nhiêu thứ gì gia đạo tao tình yêu tao hạnh phúc rồi mày không hỏi. Mày hỏi về hương vị đó thôi. Trời ơi, cái quê tao thật thà lắm, đã không quan tâm anh thôi mà lỡ em quan tâm anh rồi là phải quan tâm tới từng đường tơ kẻ nách luôn. Đường tơ kẻ táo con hậu chơi. Đường tơ kẻ nách mà kiếm cái gì ra trong này. Mày biết thấy có kẻ là quan tâm. Nó xàm xí đúng không à. Tao nghe đồn dạo này mày dưới quê mày không lo làm ăn gì chứ phải không? Cái gì anh nghe đứa nào đồn nữa vậy? Hả? Anh nghe ai đồn? Có người đồn tao mới nói. Rồi mấy đứa đó nó ganh ghét, nó mất dạy á, chứ nó đồn bậy bạ em á. Em nói thiệt á, em mà biết đứa nào nó đồn em giả với mặt nó liền. Anh nói đi, đứa nào em không giả với mặt nó làm con chó liền. Anh nói đi, đứa nào đồn? Má mày đồn. Mày giả vô mặt bả đi. Thôi để em làm chó đi. Mày xấu xạo à. Má mày điện cho tao mắng vốn. Nói là mày không có lo làm ăn gì cho nó. Biểu tao là trả hướng nghiệp cho mày. Dạ cảm ơn anh giúp đỡ, nhưng mà hướng nghiệp cho em có con bồ em hướng rồi. Mày có bồ vậy hả? Có chứ không? Trời ơi mày vậy mà mày quen chi cho tội nghiệp con gái nhà người ta vậy ba đùi. Rồi lỡ tay mày sinh sản ra nữa mệt lắm nha ba đùi. Trái đất này đã xấu lắm rồi, mày đừng nhân giống thêm nha. Cỡ mày đẻ chừng bốn đứa xấu một khu vực luôn á ba đùi. Xấu thiệt đó không? Mày thấy không? Bà chế tao bà chịu không nổi, bà chịu với mày kìa. Không có ai mà có một cái sắc xấu xúc phạm người nhìn như mày hết. Ở đây chết bản thân của má em. Má nghe nào chửi em cỡ đó. Xấu không trai, xấu không? Mày nhớ có người khen đẹp trai kìa. Đẹp trai là cái người đó tao đang xỉn má ơi. Đẹp trai phải không? Mày đừng có tưởng mày đẹp. Rồi bây giờ đó, mày con nhỏ đó, cái con nhỏ bồ mày nó liên quan gì tới cuộc đời mày? Anh đừng có khi dễ nha. Em vậy chứ con bồ em nó làm trong showbiz nha. Gì? Làm ngành giải trí đàng hoàng. Coi như là thị trường âm nhạc là nó nắm trong tay nó hết luôn. Dữ mày, không lẽ là bầu Phương Tường hả mày? Tao ở bầu Phương Tường anh nhầm gì? Anh biết nó làm gì không? Làm gì? Nó làm cái British International of the British Barasa. Chà, căng quá mà dịch thì tao mới là cái tiếng Việt là làm gì? Đó đó, là nước ngoài gọi vậy nha, tiếng Việt á, nó kêu là chép nhạc vô thẻ nhớ trong tiệm net á. Bà mũi mày. Cái thứ mà nó đổ banh nóc vô ngụm nậu mà chép nhạc vô sẽ nhớ mà nó làm như là giám đốc âm nhạc vậy đó. Thì bài nào nó cũng có mà. Xàm xí đúng không? Hả? À, con nhỏ nó liên quan gì tới mày? Trời ơi, nó mê lắm. Nó khen em hát hay giống Lệ Rơi. Em đi làm ca sĩ chứ bộ. Các bạn gái mày thù mày chứ. Chứ không phải nó thương mày đâu. Mày làm ca sĩ làm khó cho MC lắm nha ba đù. Sao khó? Nha không biết giới thiệu sao. Dạ cái gì mà các bạn thân mến, hãy hướng mắt về sân khấu. Hãy hướng mắt về sân khấu để chào đón ngôi sao ca nhạc. Ngôi sao ca nhạc. Ba đù. Ba đù nấu xong thấy ngượng miệng liền đó. Có ngôi sao nào mà tên nhé kỳ. Phải, ba đù là cái tên Facebook thôi. Tên thiệt em đẹp lắm. Má em mê coi phim Đài Loan, mới đặt tên em giống Đài Loan lắm. Má mày ơi. Trời ơi, anh không biết thôi chứ má em coi phim nha. Bà mê em. Bà mê cái ăn gì đó mà đóng cái phim gì đó. Mày nói gì sao tao biết trời. Hả? Tao biết quên hả? Ờ nhớ rồi, nhớ rồi. Anh Tần Hán. Wow, nghe cái tên mà quỷ mệt quá. Hay hả? Trời ơi, sao bao nhiêu cái không Tần nó thần đi ngã ba vậy trời.
Trời ơi, anh không biết chứ bên Đài Loan anh Tần Hán nổi tiếng lắm á. Rồi, đã nhớ rồi. Đó, còn má em mê Tần Hán nha, bà còn mê thêm cái anh mê ai nữa? Mê cái anh gì mà cũng có cái Hán đó. Ai không có cái đó. Mày nói cái gì vậy? Trời ơi, anh đừng có nghĩ như vậy. Ý em nói là cái tên cũng có cái chữ Hán. Rồi, biết rồi, Trung Hán Lương. À, đúng rồi, đúng rồi. Trời ơi, tên mày là Trung Hán Lương hả? Không phải, chứ tên gì? Dạ, Bành Hán Hoài. Ồ, nghe mệt liền mày. Sao vậy? Trời, cái tên nghe muốn giảng dây chằng. Ủa, tên khai sinh mày luôn á hả? Sao anh em vậy luôn á? Trời, khai sinh mà tên Bành Hán Hoài hả? Mày hát mà có khép lại được không ba đùng? Không biết con khép được không, mới tập hai bữa đi hai hàng luôn rồi. Mày bỏ bài ben ben trong sự nghiệp âm nhạc của mày luôn nha. Sao mày bỏ? Tao sợ mày hát cái đoạn điệp khúc cái mày làm pen pen á. Anh bắn em là pen pen. Mày nãy chừng bốn phát nguyên hàng tiền đạo rụng nụ nha mày. Trời ơi, giờ khổ tâm quá má, em lỡ đặt tên nó rồi. Lấy tên nó đi. Tên gì vậy? Tên Hàn Quốc giờ nổi tiếng lắm. À, tên Hàn Quốc Kim Nam Du nè, Kim Hy Sinh nè, hay dạ. Kim Tây Hồ, Kim gì nó cũng nổi tiếng cho người ta ăn kim chi không mà người ta lên luôn. Trời vậy luôn hả? Mày đừng lấy kim chi nó uổng đó mà lấy kim tròn. Trời nghe hay quá. Đó. Kim tròn là gì? Con chim. Mày là thấy mày nằm trên trời nè. Tới giờ hoàng đạo đứng để mà trong họng súng cầm đốt lửa thuộc cái khinh mà chăng tuôn trời phóng 3 mét thấy dù xuống và xoạc cánh ra hả? Dễ thương. Ô, ca sĩ con chim là phong cách vậy luôn hả? Ô, mày ca sĩ con chim. Còn mày không kêu chim tròn mà lấy kim chu. Kim chu là chim, à, chim cu. Chim cu đất á. Phải không? Ừ, dễ thương, nhỏ nhỏ bé xinh xắn vậy. Thôi, nó cụ thể quá, em thích chung chung à. Em lấy kim tròn được không? Ờ, à, giờ em biểu diễn phong cách của em cho anh coi thử nha. Vô, phong cách giống HKT nha. Đây này HIV má ơi. Không. Hát bà nội mày hát cả tên đâu. Không có, ta chỉ lộn đồ nhảy đồ dữ lắm. Làm cái gì bình thường thôi đó, thoải mái lên tay tâm đấy, thoải mái lên tay chân, thoải mái lên. Thả lỏng đâu. Ừ, đó, ừ. Mày cười kiểu này nó cho mày vô ở lâu lắm, nó mới cho mày ra đó. Tao nét làm viên á, nguyên viên bà nội, mày viên gì vừa thôi. Ừ, đó, thoải mái nè. Ừ, đúng rồi. Tao một cái nhắn Sơn Tùng, coi Sơn Tùng nhập. 1, 2, 3, quốc hê. Không phải dạng vừa đâu. Mày không phải dạng vừa đâu, mày dạng rộng lắm rồi đó mày đồ. Hổng hét bây giờ. Bước ra, hai ba, bước ra, hát. Bỏ đi, sống quá tao không chỉnh được nữa rồi. Sao? Giới thiệu luôn đi. Giới thiệu ha. Vâng, 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 vâng. Con mẹ gì em? Em giới thiệu giống ca sĩ đó. Mày khạc đàm chứ mày giới thiệu cái chuyện. Tao không nghe một chữ luôn. Tụi em thấy ca sĩ chuyên nghiệp giờ giới thiệu vậy không á? Chậm chậm vô cho người ta nghe chứ tụi người em người ta. Chậm chút nha. Chậm chậm. Dạ. Vâng. Nó nghe rõ đó. Con chim kim cho anh má ơi. Kim chon. Sao mày xúc miệng hoài vậy? Mày bị diêm nú hả ba đù? Mỗi lần mày giới thiệu như mày dội cầu nhưng mà trời, giống phong cách ca sĩ ngôi sao mà anh so sánh với cái cầu luôn á. Nội miệng mày ca sĩ toilet chứ con sao bà nội tao. Bây giờ mày nói bài gì luôn đi, mày nói luôn giùm tao đi. Mày con bướm xinh. Trời ơi, cái bài nó cũ như cái đất hát hoài. Không dám cũ đâu, năm nay con bướm xinh em dịch qua tiếng Thái. Mình làm chuyện khó. Độc đáo luôn á. Trời ơi, mày chơi cái bướm Bangkok luôn hả mày được. Hay lắm, dễ thương lắm. Khiếp thiệt. Em hát nha, anh hai. Hồi nãy em giới thiệu dở quá, anh hai giúp em giới thiệu bài này cho ấn tượng anh. Được. Ờ, chứ. Ủa, đi đâu hả, đi đâu hả? MC chuyên nghiệp phải từ trong bước ra. Ồ, oh, chuyên nghiệp, chuyên nghiệp. Ủa, trời ơi, bắt hồn. Trời ơi. Ủa, làm gì vậy, làm gì vậy? Hay ngay nhà phải niềm nở chứ. Trời ơi, niềm nở luôn á. Ủa, đi đâu nữa vậy? Mắc cỡ mới chạy vô. Rồi chừng nào mới giới thiệu? Bình tĩnh nó ra lại liền. Con bình tĩnh chưa? Con bớt niềm nở ra được không? Xin chào quý vị. Hiya. Hiya. Hát. Dạ. Hát. Cùng vương. Dạ. Đâu xong rồi hát đi. Giới thiệu gì đủ rồi đó. Xong luôn rồi. Ừ. Em chỉ chuyên nghiệp được hát cái. Hát con bướm hả? Thì mày hát bài con bướm, tao nói vậy đâu chứ mày nói cái gì nữa. Chuyên nghiệp với ai bướm trời. Chứ bây giờ sao? Ra mới giới thiệu cho ấn tượng chứ. Ôi mệt quá, mày hát bài gì? Hát bài con bướm xinh. Tiếng Thái Lan phải không? Ừ. Rồi giới thiệu tiếng Thái luôn cho mày vừa lòng nè. Sao mày đi khắp xong khạp xong rồi lỡm, nó khạp, nó cài, khai, nó khỏng ổn, khai, mà khạp rồi, cái bàn răng bướm mà. Trời hát đi. Anh mới nói gì vậy? Bà ta khai 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 mấy bầm nè, khai mấy bầm. Mới nói gì nữa vậy? Bấm nhạc nó khai khai mấy bầm mà ba. Trời ơi, tiếng Thái bấm nhạc là khai khai mấy bầm. Mày hát đi. À, muốn minh họa giùm em luôn nha. À. Kính thưa quý vị, con bướm xinh phiên bản Bangkok. Khai khai mấy bầm à. Trời
trong trong thơ khăn gầy cút bóc chặt cài hoa tơ sai lời đỡ nuôn nam mắt căng căng cơn ố sâu bờ. Này mày ơi, con bướm đâu? Con bướm đó. Con bướm mày đâu? Con bướm nó vòng lại vậy hả? Con bướm đi, bướm nó tới. Thằng sống hồn. Ta này. Con bướm đâu? Con bướm đó. Con em viên bài con ẹt, con ẹt không thấy con bướm mày đâu. Thì con bướm mà dịch qua tiếng Thái nó là con ẹt. Trời ơi. Mày không nói ai mà biết. Chứ anh tự hiểu đi chứ. Mày hát mày phải cho người ta hiểu chứ bắt ta tự hiểu lần sau. Tự thì thôi không hiểu rồi quay lại tiếng Việt nha. Ừ. Không tôi làm lại đi vô nhạc đi. Gì vậy? Mày á bà nó tập thể dục luôn rồi cái gì vậy? Cái gì vậy? Mày hát đi. Ủa tiêu. Ủa tiêu ừ ừ. Xê. Mày bà phải thôi ngủ mày. Ừ hát đi. Wow. Hát đi trời ơi nó lên nóc nhà làm cái gì rồi sao con bướm tao đâu lỡ lỡ phiêu qua hết nhạc luôn con bướm đâu rồi cho làm lại con bướm ừ, lên hết nhạc dạ rồi cho lại lần nữa đi ừ vô lại xê trời xê quá trời ơi hát đi vô hát hả ừ con bướm tình con bướm lần con bướm đa tình nhìn con bướm giống nhau chắc chim le le giật mình con bướm tình con bướm tình con bướm hôi gình hôi gình hả mày trời ơi con bướm hay con mắm mà hôi gình tại sao con bướm của tao màu hồng nó thành con chim le le sao kỳ vậy không phải bài này cũ sợ khán giả chán em chỉnh xíu con bướm nó thành chim chó đập trời ơi trời anh không chịu chim hôi cho con bướm thành chó được không đuổi rồi đuổi giờ bây giờ nghe anh hai nói nha thì nãy giờ anh thấy bị biểu diễn phong cách lắm nha thấy em là ca sĩ bây giờ nhiều quyết lắm nha về quê chăn dịch tiếp đi em sao kỳ vậy mà dẹp cái mộng ca sĩ nha ca sĩ là phải có trình độ chất lượng mới làm ca sĩ đừng có thấy ai làm ca sĩ phóng là làm ca sĩ tạp nha phải không mày bà không mày hát phải cho hay đàng hoàng mày phải đẹp trai có phong cách đàng hoàng nó lên sân khấu phục vụ khán giả người ta ca sĩ phải đẹp nè giọng phải hay nè cao 1m8 chân dài tới nách còn mày lông nách mày dài tới chân mày hát cái người ta bước ra là phong cách không còn bước ra mày phong thấp mày không biết mày khều cái gì mày hát rồi khều cái gì bỏ đi nha dạ đi giờ quay lắm nhưng mà em muốn hát phục vụ bà con hả hát bà chào bà con rồi đi về dạ cho hát bà chào bà con nha hát bà gì cơ dạ con bướm xinh tao ghét mày nếu có mày xin kết thúc anh Đức và chân thành cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều là chúc quý vị khán giả một đêm thiệt là ngon nhất khi dặn gặp lưu gì lần sau nha bye bye.